chào các bạn. Hello. Hôm nay gia đình mình nhận được món quà này. Trong này là cái gì Thành sẽ mở nhau hoàn tất cả kìa. Một món đồ chơi. Đây là một món đồ chơi. Con mở cắn một miếng. Cắn một miếng. Cái bao này nó có rách đâu. Hôn. Để anh mở cho. Nào, để cắt tay nào, cắt tay nào. Ngồi đây chứ, ngồi đây chứ, ngồi đây chứ. Ngồi bên đây anh mới mở được chứ. Xé làm sao được, cái bao này chắc lắm. Chắc. Tay nhờ. Cắt tay nào, cắt tay để anh cắt. Sợ tay thích trò chơi à? Từ từ nhá. Anh ngồi đây. Cái gì đấy? Cái gì em muốn? Chưa vào coi. Chưa vào coi. Anh với mẹ kéo nào. Kéo nha. Cái gì đẹp thế. Nhiều thế. Cái này phải lắp à? Lắp. Để anh lắp cho. Cho nghịch này. Đây. Cái này là cái gì nữa đây? Cái này là cái gì? Amun đang còn mở trong bao xem còn có cái gì không? Sky hả? Sky thích cái này. Sky. Cái gì vậy? Cái này là cái đẩy như thế này hả? Cái gì này? Cái bánh xe. Nguồn lên lên nguồn. Sky. Này kìa, nô nhau đấy chứ. Còn một đống này á. Đống linh kiện đấy. Có cả pin đấy này. Có cả pin cho gấu đấy này. Chưa to khổng lồ. Đây là con ngư ạ. Đây. Một cái gì đó nó kẹo lên rồi. Từ từ chứ. Từ. Vui đấy. Đi không? Đó, tét luôn. Sky thì không cắn, cắn chứ. Cắn. Đổ. Để anh lắp cái bánh đã. Đổ. Nhẹ như ngựa. Từ. Anh lắp nào. Nào, muốn đi đây mẹ nào. Muốn đi đây mẹ nào. Để anh lắp ạ. Để anh lắp vào chơi nhá. Nào. Chơi gì mà vui thế. Cái này để chơi. Không phải để nếm. Từ nay có xe. Ui. Giật cả mình. Họ giờ ngồi được rồi này. Bấu cái tay này. Lắp cho chắc nó mới ngồi được chứ. Lắp chặt rồi chứ. Còn cái đuôi. Cái này là cái gì? Cái đuôi để khóa. Hai chị em ngồi đây nhé. Mẹ lấy quả táo cho ăn nhé. Trong lúc chờ đợi nhưng còn phải nóng ruột nhé. Cứ làm một con ngồi lên như kiểu đấy, là cái này, để đây cái này. Tí nó bốc đầu cho mà xem. Lại bốc đầu đấy. Bốc đít chứ. Nhìn thế này. Ôi không cắn. Hư đi lấy gì chơi. Trời ơi, có cái đấy. Tờ giấy hướng dẫn mà. Khổ sợ tai kìa. Đấy, ngồi ăn ngồi xem anh làm ấy nhỉ. Sợ cái ơi, xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nó quà đâu rồi. Nè, mẹ cho này. Mỡ, đừng có kéo chị. Ngồi ăn. Ngồi im này. Đây. Tay cầm là đây. Tí nữa mới lắp. Từ từ. Cái đấy sau này. Tìm chưa thấy cái đằng đuôi. Cái này quay này.
Bao nhiêu là cái linh kiện, cái từ từ đã con. Ngồi ngoan đi nào, để anh làm cho. Rồi mà ngồi, chơi. Cái đấy cứng quá, không ấn được à? Có là phải ấn mà. Sức cài vậy. Từ từ đã nào. Muốn từ từ ngồi con, từ từ đã, đừng vội. Cái này là... Con đừng ngồi thoải mái. À. Lắp cái tay cầm đây đi. Sky xuống đây. Xuống từ từ rồi được chơi. Từ từ để anh làm cho. Chuông nữa này, chuông thì treo ở đâu? Cái này như... chuông này treo ở đâu? Từ từ. Sạc đây đây đã nào con. Đừng có ngồi nhảy sủng lên chị như thế các. Không ngồi đây các. Con gấu nè. Con gấu thôi. Bỏ pin đã. Pin nó trơn. Vội vội vàng vàng. Từ từ. Làm gì hết rồi cả. Lắp vào đi. Đấy. Kêu vào đây. Cái đây là cái lắp cái bánh, bịt cái bánh vào thôi chắc à. Má mẹ kìa nhỉ. Cái chuông. Từ từ muôn, từ từ dành cưỡi. Từ từ đã. Không thể cưỡng lại nổi rồi. Yên ngồi êm này. Sướng thế. Còn có cái yên. Sky à, xuống 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 xuống. Sky không thể nào mà cưỡng nổi. Dưới không nổi. Sky, sao cứ căng lắm thế lại biến rồi. Lại biến lắm thế này nhờ. Đúng dây nữa. Cái này. Chắc là dây đai an toàn. Muốn à? Muốn ở với mẹ bé nào? Đặt lên đây đã, đặt lên đây lắp vào cái này thì đã. Muốn chưa gì nữa, có kéo Sky đi muốn nhá. Mặt ốc vào mới chắc được chứ. Vừa kim luôn. Được chưa? Muốn về ngồi xe, muốn à? Muốn. Muốn à, về ngồi xe. Ơi, cái giấy. Muốn chêm xuống vào mẹ. Đó, xong. Nhìn nào, hai chị em lên ngồi đi, Sky chui lên ngồi, ngồi đi. Ôi, Sky khoảng rồi. Muôn, ngồi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. À. Yeah. Ôi giời ơi. Ngồi lên chứ, ngồi lên chứ. Ngồi, ngồi vào, ngồi vào đây. Ngồi đàng hoàng. Vào đây. Nào, ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Đâu, rồi, em ngồi trước, chị ngồi sau. À. Ôm nhau, ôm nhau, ôm nhau. Đấy, thấy chưa? Ngồi cắn nhau nữa. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi đàng hoàng. Nào, ngồi vào, ngồi vào. Nào. Ngoan. Muốn này à. Sao lại ngồi như thế thì đi xe kiểu gì hả? Đi xe đâu. Muốn ngồi quay mặt lại đây con, ngồi quay mặt lại đây. Muốn nào ngồi quay mặt lại đây, khổ dữ, thích cái nhấc không lên. Bỏ một cái quả gì đến đây là khác nhìn về phía trước.
Tua Zenit đã gửi đến gia đình Mona và Kai những món quà rất là dễ thương. Và video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Thank you, Zenit.